Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Từ ngàn xưa, công lao của người cha và ân nghĩa của người mẹ đã được đúc kết qua hai câu ca dao mang nặng nghĩa tình. Quả vậy, ân nghĩa cha mẹ là không gì có thể so sánh được, như suối nguồn vô tận chảy mãi chẳng khi nào vơi cạn. Trong ngôn ngữ của người Việt, mẫu nghĩa là mẹ. Từ niềm tự hào con rồng cháu tiên, được mẹ Âu Cơ sinh ra bởi bọc trăm trứng, trải qua quá trình bồi đắp và phát triển, khái niệm mẫu ngày càng được mở rộng hơn. Đạo mẫu dần hình thành và trở nên một hình thức tín ngưỡng tâm linh đặc biệt của người Việt, đáp ứng nhu cầu khát vọng trong đời sống thường nhật của một dân tộc được sinh ra, lớn lên và phát triển trong nền văn minh lúa nước. Ngọc Diệp rành rành kim chi, Ngọc Diệp rành rành tình mời cháu bé ơi, hách rành nhất phàm chân. Khắp đâu đâu ơi, nức rành cháu bé từ Lê Triều, quốc sử còn ghi cháu rành thương Nam Bắc Trung Kỳ. Độ thế ơi, đức thì mười phương, có sắc lê mại đại vương, trường trị bắc lê ngàn, đích như thì chúa tiên. Sơn nhớ lại ngôi đền thờ chỗ bé nơi nào cứ mỏi ga bắc lệ đi vào kia. Ngồi ga bắc lệ đi vào đền thờ cháu bé đẹp thấp mi cao tầng tầng, vườn du con trên non mà giàu dĩ thu sơn lâm cảnh đẹp mà tự nhiên vui một màu gió mát trăng. Một màu gió mát trăng thâu, đàn thông reo rắt bên gành ruồi trong, con đường buôn khúc quanh đèo nãy vực thầm, dốc hiểm nghèo đất sỏi mà đã ong ơi, một vùng sơn quái về chỗ dân mẫu, hai sâu bi củ đậu mà mang giang ơi, cơm làm thì tính cũ mày. Cơm làm ơi,
thính cụ mai quái môn mà đỗ lạc sẵn ý đùi rượu tâm có bàn chi âm đồng nào nãy tài áo thanh tâm đổ điệu mà vào ra gót tiền ý quầy lãng làm lễ dâng nhang nưa lễ vật cô bái mười phương đủ trì tay dâng nhang miệng vẫn dù gì ý bài sai đủ triệu lô cung nàng ngân nàng ai tính trầu hay măng chuốc măng già măng tre măng nưa cơm làm chàng soi cho chầu soi cho quốc vua dân cường soi trong nam việt bốn phương ngày hòa sông đăng chầu sáng to gần xa soi cho non nước nở hoa bốn mùa đi à kiếm được tình mình đã vô về lò và pháp nhà phu sân thần ai ấy chẳng hoa đi đâu à thử khánh minh thời địa điểm trung cổ hướng nhân thiên các bạn đạo văn dân là trường trong cạn kiệt là đà tuấn di liêu nhiều đầu triệt xuân là kinh giáo thế giới là mẫu bà đệ nhất thiên thiên
thành phần công chúa thực hiện đi bông cử đồng nô nhang xạ nhiệt pháp rơi mong ngân chi phật ở hơi tất giao văn tùy sứ kết tình ý phương ngân chi phật hiện toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát sơ đàn thanh giá hồi cung đệ nhị địa tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhị địa tiên vốn xưa sinh thành nghi trong đền để song sơn trên đàn giải an tu nhịp bình ương xa du từ mẫu tương vô hương hòa đổi bất thanh tương chi tâm kim nhất viên án thập phương tinh nhật xa du biến tàn tiêu tài chứng nam mô hương cúng giảng bồ tát ma tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma nam mô hương cúng giảng bồ tát ma sẽ loan thanh ra hồi cúng thành mẫu đệ tam mi mời thành mẫu đệ tam mi xích nâng nóng đỡ mẫu đền tùy cung A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô Thập Phương Thượng Chủ Quan Phật, Nam Mô Thập Phương Thượng Chủ Quan Pháp, Nam Mô Thập Phương Thượng Chủ Quan Tăng, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Tình Cảm Ca Thế Âm Bồ Tát Ma, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Tình Cảm Ca Thế Âm Bồ Tát Ma, sẽ loạn thanh ra hồi cung. Có lệnh truyền ra đức thanh ông nghe con lệnh truyền ra các quan thủy bộ đều là chư dinh ô binh đáo và đáo thành quốc sử ký Việt Nam trần đi thì tê tê nghi chỉ định phủ thiên chỉ tức bằng bị danh sơn hà dục nghệ tu trung đình y ấy thì kham kỳ nhất được yêu thủy long vân đi y nghi vì tao phùng lệnh truyền ra
các quân thủy bộ đều là chư dinh ô binh đao phạm Nam Thạch nhỉ. Thần khai cuông dung nhan thần cờ diệu ông vì chứng đàn duyên ngã tích tăng cung giả kỳ phụng hoàng thần còn thánh chúa tiên trung vương. Văn sớ dựng tên thường nay văn sớ dựng tên trần triều tâu đôi chép biên rõ ràng khi cho đệ tử trường sinh. Đệ tử trường sinh khi cho đệ tử trường sinh chữ phú chữ quý thịt vinh đời đời khi cho các lộc đắc tài. Thần khai quang y dung nhan thập kỳ diệu trần triều trước mã phong áo tích tăng cúng giả đi phụ hoàng đất phật thành đế thiên trung vương. Một gần đại tố vì dân sinh đệ tử Ngô Thị Hằng bản mệnh sinh như quý hợi niên thành thanh cung tập nhân tuế kim niên chính trị thổ tú tinh quân phượng lâm ba quái cung thần quái hiệu kim thần đệ tử đồng tập phúc kinh trưởng tiên đệ tiến tham và giữ tiến căn trình mệnh tính nhớ danh khổng ngọc cả cầm bản nam mệnh sinh như canh thần thiên thành canh tập tư tuế đồng là nhị đệ tử chúng đẳng thượng hạ can chi kỳ vì long nhan phù giáp phạm tâm vô địa thần đẳng sinh cơ trần thế hạnh đại thánh bồn vì sinh thành tố phẩm ưu tiên tư nhiên bảo hiệu kim bằng vô thánh hưởng cầu vì câu đảo hạt đắc hàn linh do thị kim nguyệt cát nhật đầu thành ngũ thể tình tiên nhất tâm cẩn cụ trạng văn kiện thân bài tấu gồm bài tấu trần triều hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại vương tối đình thượng 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 đẳng thần ngọc bệ hạ gồm bài tố trần triều khải thánh vương phụ vương mẫu vương phi vu nhân học thiên hạ
Hồng bài tô trần triều hiển lãnh vương tử vương nữ vương đế vương tôn gia phong đại vương ngọc hiền hạ. Hồng bài tô trần triều tả văn quang như võ tướng nhất thiết điện vị vi đinh thánh triển. Hồng bài tô trần triều ngũ lôi thần tướng ngũ hổ thần quan tả thiên thiên lược sĩ hữu vạn vạn tinh binh thủy điện. Hồng cả huyện hồng cờ từ đoạn kim sơ tấu hồn. Khi vị đại vương nguy nguy thánh đức đang đắc thần công hộ quốc cứu dân trừ tà vô chính. Cận đã giả diệt biến giả lai tự đông tự tây tự nam tự bắc ngũ hữu tử ra hữu tử. Nhi xuân nhi hạ nhi thu nhi đông chấn cổ như tư thăng thành thất hiến. Thì kìm tác tích công trọng đồng tình tán thần hạ tình vô nhầm tích nhất bình danh chi trí cần trạng đại sâu tí văn. Thì tứ quy báo nhiên chủ ông nguyện hạ tuần nhị thập tiếp nhật ngương thời tích ca như này. Di giáo đệ tử thần thanh đồng trưởng trần thị vân anh đại bì hòa nam cụ sản tấu. Sứ chàng dừng đến ngày này, sứ chàng dừng đến trần chiều tư đuôi chép biên rõ ràng vì cho đệ tử trường sinh. Đệ tử trường sinh vì cho đệ tử trường sinh chữ phú chữ quý hiền vinh đời đời vì cho đắc lộc đắc tài. Con đã sứ trình đệ tử con đi, con đã sứ trình để trước công đồng Phật thanh chứng tổng đệ tử có sơ lên trình. Nghiệp chỉnh trước sau thanh gia thời cũng nghe. Nhật bóng tôn quan ni cũng đi mời đệ nhất tôn quan ni uy định chắc giang ni trần gian ông đơn cử thanh gia thời cũng giang sát quyền cai trên đường bàn đờ quan giang sát quan cai thông chi thiên địa không sai đại thần. Gia vũ đặng nghi vân phép tôn quan gia vũ đặng nghi vân đi bát ngôn đi công nghi từ xa gần đều đến tam tối trời đào đại hạ đăng đun rước quan đạo vũ bột thôi đi thank you.
tay sai chiến nhang hạ bút phê sai tạm tiền chư tướng đạo lại độ gì tả sai binh của binh tùy thần khai quang nghe dung nhan thập kỳ diệu quan về chứng đàn duyên ngã thích tổng cung giả tìm vùng hoàng tân thuật thanh đê thiên trung vương kỳ. Sự điện dâng lên kim ngân sự điện dâng lên chỉ quan giám sát chép thiên rõ ràng khi cho đệ tử trường sinh như đệ tử trường sinh về cho đệ tử trường sinh chữ phụ chữ quý hiển danh đời đời khi cho đắc độc đắc tà
bao viết cùng thuyền bát nhã vượt sông bê bờ giác tới nơi nón tiên cảnh vật bầu trời tây phương thế giới đón người tiên tu đang bồ đề công phu tu tập bát nã ba la nhật bật chân kinh tráng vây theo bóng theo hình nhân quả bao ứng thật tình là khó sai cõi thiên thai bầu trời cạnh bụt đối thành vân cao tít mở xa vắng nghe thác đồn đầu gần nhắc trông chim miên được bình vây quanh đêm gõ cửa thiên non xanh bát ngát nén nhang thơm ngào ngạt bốn phương dây hương cùng với định hương tuệ hương đức hạnh cung dường kinh giờ quảng đi tam dưới quyền anh sinh sát đi đường đi cạn cùng đi nắm khoát đi trong tay tham gia người tùng bơ phủ vương quan đi cung thịnh mời bơ phủ vương quan hùng binh quan cổ đền đảnh giang đinh từ dung nhan thập kỳ diệu quan về chứng đàn duyên mã tích tặng cũng giả khi phụ hoàng đất phật thánh đế thiên trung vương đi văn
sớ dâng lên thường lai văn sớ dâng lên quan để tấu đời chép biên rõ ràng khi cho đệ tử trường sinh về. Đệ tử trường sinh về cho đệ tử trường sinh chư phù chư quỷ hiển danh đời đời quy cho đắc độc đắc tài. Thần khai quang nghe dung nhan thật kỳ diệu quan về chứng thuyền rồng a tích tắc cũng giả thì cùng quang đất thần thánh đế thì trùng vương nghe. Rõ ràng khi cho đệ tử trường sinh về. Đệ tử trường sinh về cho đệ tử trường sinh chư phù chư quỷ hiển danh đời đời phi cho đắc độc đắc tài. Đắc lộc đắc tài phi cho đắc lộc đắc tài cửa nhà thịnh thái phúc lại thọ trường cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Xuân hạ thu đông cho bốn mùa, xuân hạ thu đông mùa xuân cầu đồng, thu đông cầu tài hè về tống ách trừ tài. Con lang sớ trình đệ tử con, con lang sớ trình để trước cộng đồng ý phận thánh chứng minh. Biên
tiếng để ngàn thu vơi non sông. Mái thuyền nắng an đôi dòng sông xinh bích, hồ quân chiều du định bốn phương, có phen nê tuần thú sông phương, trở về tỉnh Bắc quá dạng sông đục đầu. Khi dạo trời sông cầu sông cát, khi lên gành xuống thác sông trường, chiếc thuyền dầu trăm mái chiều bơi, ngã ba sông Bạch Hàm đã bơi đi. Bẩm sinh thành tư chất dung nhan, cung đình mời thái tử đệ tam, phí phương diệt bảo dung nhan di thân. Sửa sang cõi đời quái đại giang sông thao sông cá, kéo quân về Đông Á Ba Tranh. Thanh gia hồi cung tiệm bàn bạc nê, thịnh mời quan đệ tứ vốn con trời, cai ngự tiên cung. Thanh gia hồi cung chính quán quê nhà đất Ninh Giang nghe, chính quán đi quê nhà danh nam cổ tích một tòa bốn cao. Xa tắc dài nấu dựng nền, xa tắc dài nấu đi nhớ ơn tiên nên tổ đời so y nghĩ còn chuyện. Khắp bốn phương vắng đông đông y đều biết tình quan đơn tuần đang rời thần cư buôn dân đâu đó phục thần Ninh Giang đại đủ chính tư quan đơn tuần tranh thank you.
đôi mãn cư quan tuần bây giờ chắc giác anh đinh trước là khám xét đàn đền sau là thu trọng tà tình ghét này uy ra trần thế biết tay trần thế biết tay ra y trần thế biết tay cử đền đồng tử yêu dày dương gian cứu đấu thời đấy bị thủ an khai cuông song nhan thật cờ diệu quang đi trước đàn duyên ngã tinh tăng cung hạ kỳ phục và cân vật anh chưa tin trùng thương văn giới dâng đến thường ngày văn giới dâng đến trình quan đệ ngũ chép biên rõ ràng vì chọn đệ tử bình an thần khai quang nghe dung nhan thật kỳ diệu quan về chứng mã phong mã tích tăng cũng già đi cùng quang đất ẩn thanh đê thì trung vương
có nhớ người trang sĩ tài danh. Chí quan đơn tuyệt vời, cho dù nước chảy cánh quê trôi, bên sông tranh còn đó công người mãi còn ghi. Dòng nước sông tranh thì bên trong bên đục, sống trên đời có núc nhục núc vinh. Chữ chung chữ hiếu chữ tình vẹn ba chữ ấy, còn xin quan lớn tuần tranh ngày phân minh cho tỏ tượng. Bước trên sông pha đau thật quan xa trần, ông nghi sinh từ vì đâu hiếu đạo vũ. Nước có dấu cạn nhưng công người đâu cạn, đã có dấu mòn gương nghị sáng còn soi. Ở trên phủ Ninh Giang, trên phủ Ninh Giang còn điêu truyền bút tích, ngồi đền kỳ cùng nêu dấu sự sinh nghi hóa ở đời, sinh sao cho đáng đến người đời sinh. Tình chẳng ước nghe, tình chẳng ước đã đến duyên chi ngộ, hay đâu còn mắc đó oan. Tin vua đang khẩn cấp toàn trường, quân quan tầm bạ xuống biển sông tranh. Chí Hùng Vương, Chí Hùng Vương ngài kim chi tam vương, hay trong tà sát tùy trừ tinh. Ai mà cầu nhân đắc nhân, cầu phúc đắc phúc, bản thân được điều hòa.
quan vẫn sống với muôn dân ta đó. Bao năm sau thì vẫn có quan tuần. Tuy ông về sống với người xưa, hôm nay khánh tiệc còn xin thưa đôi lời. Cả nước ta đều ngậm ngùi thương xót. Quan thác đi biết thừa nào quên. Quan nói ra tiếng ngọc đời bạc, vì dân quan để muôn vàn tình yêu thương. Ngọn trần con, họ Trần con nguyện tích dương công đức, quy xin ông ban phúc hà xa. Xin ông mở đường ngài hà, độ cho non nước nhà nhà được hưng long. Ngài con nguyện giữ lòng con trong sáng, sám hối ông con chẳng dám đơn sai. Xin ông hạ bút hoa khai, cho dân Nam Việt biển đại vi thường. Ba con nguyện đèn hướng dâng tiến, cúi xin ông thương đến đồng giá. Ai đổ cho nam nữ trẻ già, ai ai cũng được mặt hóa ra hồng đề. Bốn con nguyện một lòng chí kính, sắm nhang đăng con chẳng sinh với ai. Chỉ xin ông giang điện đài, cho con được hưởng chữ độc tài công danh. Năm con nguyện con trung thành tứ phụ, trước hội đồng văn vu bách quan. Cắn cao số năng tôn nhang, đã làm tôi thánh con chẳng tham giàu nghèo. Sáu con nguyện tu theo tôn giáo, ông khai cho học đạo được bình an. Khai cho đồng có chi thông minh, khai cho sóng nhớt được tình được tương. Bảy con nguyện nghênh tường tâm phúc, tích thiện duyên nơi coi lầm than. Xin quan nhỏ phước thiên nhàn, cho con được hưởng bình an tháng ngày. Tám con nguyện theo thầy mãn thế, cúi xin quan cứu khổ độ bé. Xin ông mang nước thủy tề, tắm cho đệ tử nhiều bề thịnh ương. Chín con nguyện trăm đường tổ miếu, bái quan về ngày khai chiếu căn duyên. Cho bà cô ông mạnh hậu tiền, thoát phong đục đạo được đến trang đài. Mười con nguyện, mười con nguyện tiền tài con chẳng tiếc. Thác đi rồi thì còn biết chi đâu. Họ Trần con dập gối tâu quỳ,
mãn triều xế bóng xin theo hầu đức đại vương. Trời tôi nay trở ra về, cười tướng bạch ngôn đền trầu thường nghe thì thanh gia hồi cùng. Tam vị chúa mường dâng văn nghe, tam vị chúa mường tây thiên chúa đệ nhất nghe giáng đàn chứng đây. Thank you.
dạo chơi non nước đôi đời khi xa cao mạnh lúc trời nguyệt nổ cũng có phen chúa tới kinh đồ đi hãy chăm hoa đem về dựng mẫu đ
độ cho đồng phúc lộc dài lâu, phong xương tạo hóa an bài ý ngà. Rừng âm u cất cao tiếng vu, ngoài cái rừng ơi, trần gian ơi, Chúa Ba về đây chơi. Diệu tâm Chúa hiến đi đủ ba tuần, cơm nam thịt thính nghi khế chua vải thiều trầu tim cánh phượng hoa hồng nghi 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 ngà. Bàn chú ngự cành thanh nhiệm màu, nhạc nghi thơm thành kinh tùy tâu ý hòa. Thân giang hồi cung nguyệt hồ dâng văn ni, chùa bói trên nguyệt hồ Bắc Giang yên thế na ơi quý. Sơn ni bàn bắc hỏi thăm đền Chúa Nguyệt nơi nào, hỏi thăm phố ghép đi vào. Thank you.
trước cửa đền có bát nguyệt, sau lưng đền đã phủ rêu xanh, con đường đến màn thì bắc sương đông. Trình đồng có phép dương sang, tôi linh thượng hồ chúa có tài xem bói lục nhân. Về bói chưa bói chồng sai quê lâu, mà tiền hậu vận hay điều giang dở, việc trong nhà cần đi bận chúa soi cho, chúa phán truyền đệ tử chưa no. Thầy quang dung nhan thật kỳ diệu, chứa về trực tàn duyên, a tinh tám cung và kỳ phục quang bất hồng, thánh đế thiên trung vương, kỳ kỳ mà a. Hình ngài ba chúa mười hai cô tiên làm, nay chưa về bỏ kho cho đầu ý nghe à, à. Chúa về chứng đồng sơn trang, hình ngài ba chúa mười hai cô tiên làm, nay chưa về chứng đồng sơn trang ý nghe à, à. Tiên chúa đang mùa hồ mẫu vương, nhắc trong nền sáng cửa hào quang, nghe nghe âm à, 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 à. Tốt 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 đêm đó sáng soi khắp
nhìn trần thế thấp tốt tốt hướng đến to sáng soi khắp bàn đền đây soi trong đám biển sông về đông sư cha soi trong đám biển chúa soi về đền đời bốn năm phương khai hoàn xóm đằng chúa soi sáng gần xa soi được lục đạo nở hoa bốn mùa nghiêng nghiêng áng 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 hôm nay đoan ra sáng yêu kiều sinh có hà sinh người sinh cảnh cùng hiếu thủ người sinh cảnh cùng đúng đi cả cửa bàn đền tới răng 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 người thi tứ đang bay về tới bàn đền đông rộn ràng đại đình tin đền tin chú đây mới thực đà đèo nhìn xem cố sinh thật xinh tí non cưới sao đỏ tươi hoa bàn hoa thắm tươi sàn hoa thắm tươi chim oanh níu nô rộn ràng cất tiếng ca trong tháp sơn màu xanh nam chú Nguyệt ngồi đó vòng chân suy nhớ khi xưa hai tổ chiều có một người con mình gái thôn quê đi nghỉ phải đà đất tâm chưa sống âm thầm mồ côi cha mẹ gặp được thầy quỷ gốc tiên sinh suốt cả cuộc đời bà đàm phúc cứu dân ý một đời làm phúc cứu dân tiên sinh truyền phép đặt tên tôi tin đi đưa về tới kinh đô ý à thinh ra hồi cung năm phương nghe năm biếu rõ ràng nghe ngũ phương ban cảnh nghe chúa bà năm phương nghe
thoáng nghe thoáng gió đường, dấu thiên ghi để bàn xưa dõi truyền có mà chúa quần đường thần dưỡng sanh sinh vào họ vũ một ngành nghề kỳ diệu chúa vì chứng đàn duyên áp tặng cụ già
đi phụ hoàng đất phật thế thiên trung vương ý hoàng. Tiếp lộc cho những người nhân tâm, Chúa ban cho tiền tốt luôn dày ý ngà Chúa về trên công sơn trang, hình hai ba chú người ai cô tiên nàng. Nay Chúa về trên công sơn trang ý ngà nhau anh đứng tiếng soi tỏ trên con trời một đôi son sắc tốt tươi dương già đi lên an đi lên an năm qua nhiều đăng chú soi sáng thân xa xoay đừng đụng đau đỏ hoa bốn mùa xoay đừng đụng đau bốn mùa lỡ hoa hồ đu vào
cô thổ tôn xanh sao dường dàng. Trống lửa đêm canh ba giờ tí chú hiện ra người, mỹ nữ thần tiên chú đội lọt vô áo trắng dày cương. Dân tu già vót bốn mười vương thị thành, ngồi xe đi trà cho tiền giấy, biết chú bà tay đầy miệng van ý. Thanh gia hồi cùng tiên thánh thượng ngàn nề, tiếng dâng văn châu đệ nhì trên màn đông cuồng tuần quan. Trên màn gió cuốn đi rung cây ý ương ý. Trên ngàn nề để chim bay về ngàn cánh kia nguyện đặt sao ta. Gặp gành đời thấp núi cao, trèo ra núi đỏ bắt nái vào màn xanh trên thượng mà tối tu anh. Danh hương đã đức tiếng đồn nghề ngơ
tươi tốt, tóc xanh rượm ra. Nghị hồng tốt điểm màu da, cổ tay tựa ngàn đồ vân, tóc mai điểm sang lược dẫn chân cài.
bạn đến tới giang 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 người tiên nữ đang bay về tới bạn đến tới chiều cá vàng anh khơi biển bạc rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời đem cho trăm họ đời đời giàu sang người Sơn Trang hôm nay đoan giang giang yêu điều sinh phá mà sinh người sinh cảnh cùng yêu thương người sinh cảnh cùng núng ninh khác thường chân bước trên cầu bình dưới hè và chúng tiếng đàn đền đông cuộn rộn ràng xa xa tiếng đàn ai hát đây mới thực là đeo nhìn xem ô sinh cận sinh quá là sinh tí non tới sao non người hàng vạn hoa thắm tươi dàn hoa thắm tươi muôn dân ấm no đời đời chúc kế châu trường xuân trên đông cuông châu ngự chính ngôi dưới trên đồi ai kỳ đạp đăng quyền châu khai bào đạp đất hà giang kỳ lạc Hà Giang sơn tinh cầm thú hồ lang về châu quyệt châu cay san sập lục ngàn châu ý nghĩ dập ngàn châu chín tầng khe suối một bầu tiêu dao dòng nghi chơi ngàn quỷ bản đạo ý nghĩ mà thanh gia hồi bắc tề bao xa có ai đi bắc tề bao xa ai về chim bay như qua núi đèn đèo
lễ đi vào đền thờ chồng bé trên non cao tầng để tầng ngàn cỏ hoa nghiêng mình dù là bầy chim buông bánh nhĩ thú quỷ tô chim oanh dịu dịt bên lầu nghi 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 ngã chầu đồng tiên vườn dù ngon trên non dầu dĩ tú năm xưa đẹp cảnh tự nhiên trời một vùng gió mát trăng thành tí xoài đá ông chơi một vùng sơn thoại thông dòng một vùng nghi sơn thủy thông đồng đăng biên giới kỳ cùng làng xưa trăm thứ ngoài tê rừng mâu rau bí rừng bù đầu măng tươi có cơm nam rau sắn củ mai bạn tri ân ninh đồng đào tả hiu áo đen tràm yêu điệu vào da gọt tiền quầy gánh hái trà kia miệng trầu cười trăm bông hoa lờ bạt tiếng mưa tiếng thổ tiếng đàn thông rào khúc thanh bình minh từng ngày cắt từng thời đoan giá vì đời dẫn đến
tam bảo mười phương độ trì, dâng lên tam bảo độ trì mười phương. Sắc đàng ba tư kỳ ý hà, sông đăng ai, sông đăng ai thấp thoáng bên lầu, sông đăng dầu bé đang mua hầu mẫu hương nhắc trông lên sáng tựa hào quang đi ngả. Sao con chỉ u cha chỉ đến các giá bò ý à. Chỉ lên chỗ bé trên ngàn hội đồng quan lớn trình tòa sớm trang, con chỉ đến mười vị quan hoàng trình lên hoàng bảng hoàng đời ông vương bảy ông mười nghệ an, còn trình đến thập nhị tiên nàng ý ngà. Đọc cho những người nhất tâm nay trở về bỏ khó cho đồng ý hòa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vàng đựng nổ bên suối, con nai vàng ngơ ngác trên sườn non. Rừng núi ơi nghe tiếng trâu gọi, dòng suối trong trong sẽ mãi buồn đời. Trâu bé thương ai nhiều lắm đó, cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu. Trâu bé thương ai nhiều lắm đó, cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu. Cù bóng cho đồng, cho đồng tình sự tốt tươi mười phần. Đệ tử con không gian bước xa, trên theo vận thanh dưới con theo đồng thầy. Ý à, à. Sự tốt tươi mười phần, đệ tử con không dám bước sai, trên theo vật thanh dưới con theo đồng thời. Dốc một lòng không dám bước sai. Ý kinh giang